là của vợ anh nhá. Đúng rồi đấy. Nhưng bọn em không biết. Ôi trời, bọn em không biết. Bọn em gửi giả vật. Vậy mẹ. Ôi ơi. Thế mà xong à? Đứng lại cho ta. Em can từ từ thôi. Đợi anh với. Làm gì mà nóng vội thế? Anh không tối anh ơi. Tư tư tư. Có kết quả không đây? Ui. Khéo nó tung vào mặt cho bây giờ. Đây chỗ này này. Em can phải để chỗ này. Rồi. Cho vào bên trong này. Ui các bạn ơi, một bông hoa này, hai bông hoa này. Ui nhiều lắm luôn. Đây cũng có này, bốn bông hoa này. Trang ơi, cậu làm gì ở đấy đây? Đặt cái bàn này ở đây. Cái gì cơ? Tớ đang hái hoa để lát nữa nhúng vào mì tôm ăn. What? Cậu có biết cái hoa đấy là hoa gì không? Hoa rau muống đấy. Bình thường người ta rau muống là người ta chỉ ăn rau thôi chứ làm gì có ai ăn hoa. Mà rau muống già thì cho vào mì tôm ăn dai ngoạch không ngon đâu. Thôi bỏ đi cậu ơi. Thế tớ lại cứ tưởng là rau muống ăn được thì hoa rau muống cũng phải ăn được chứ nhỉ? Thế hoa già lại không ăn được à? Ồ, cậu ơi, cái bàn đây, thế còn cái nào? Hai anh em nhà cậu mang ra đâu mất rồi? Ô, vừa nãy em Cam đặt lều ở đây mà. Dép vẫn còn đây này. Đâu mất rồi nhỉ? Hình như em Cam vẫn ở trong lều. Đuổi theo cậu ơi. Anh đến đây. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Lại đây, lại đây cơ mà. Làm sao đấy Cam? Sao tự nhiên cái lều nó lại biết chạy như thế? Em cũng chả hiểu. Em đây cho vào lều thì nó cứ lăn đi. Có mà em Cam tự lăn ý. Cái lều khủng long này nó làm gì có chân đâu mà nó có thể lăn được, đúng không các bạn? Đúng rồi, hôm nay trời lại chả có tí gió nào nữa chứ. Trời như thế này á, mang lều ra cắm trại là tuyệt cú mèo luôn đây. Thế anh em nhà cậu, ô, cái gì đây? Mì tôm à? Mang mì tôm đi cắm trại, một hộp như thế này thì ai ăn ai đứng. Còn lâu nha, bọn tớ chuẩn bị đầy một túi rồi. Thôi em Cam, đứng lăn cái lều nữa. Bọn mình sẽ chốt vị trí cắm trại ở đây. Ồ, thế nhưng mà không ổn, không ổn. Sao cậu? Chỗ này ngay gần cái bãi bãi phân bò. Thôi em Cam, lăn thêm một vòng nữa để mình sang bên kia nào. Đâu, cậu thử mở ra xem anh em nhà cậu mua mì gì. Mì à, hôm nay bọn tớ sẽ chiêu đãi cậu toàn là mì Doraemon thôi. Ấy chà, nhiều thế. Đấy. Ui, hải sản chua ngọt này. Và cả một gói mì này, nếu như ăn sống thì mình bóc cái này ra ăn vẫn được luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gói mì cơ à. Có 3 người mà sao mua tận 6 gói mì. Để mỗi người được ăn 2 gói. Đúng rồi đấy, cái gói mì Doraemon nó bé thế này á, tớ phải ăn có khí 3 gói mới no được ấy. Thế nhưng mà mì tôm ăn mỗi mì tôm không cũng hơi chán nhỉ các cậu nhỉ? Đúng đấy, mì tôm thì phải có topping, ăn nó mới đỡ chán. Thế thì hay, bây giờ tớ với cậu đi tìm xem có đồ gì bỏ vào mì tôm ăn cho nó ngon đi. Còn em Cam ở đây trông lều với cả mì tôm nhá, bọn anh sẽ đi kiếm đồ. Ok luôn. Mấy hôm nay á, nước ở ngoài đồng cạn hết rồi, chỉ còn một tí nước thôi các cậu ơi. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, cá quẫy đầy mặt nước luôn. Yes. Thế này thì món mì tôm của chúng mình á còn phải tiết. Có bao nhiêu cá để ăn luôn. Bây giờ chúng mình xuống mắt đi. Ui ui, eo ơi, sao đấy cậu? Nước cạn rồi, thế nên là mấy cái bùn này nó khô lắm, nó quánh hết lại rồi. Nhúng chân xuống bây giờ không đi được luôn à. Chặt lắm cậu ơi. Ra mấy cái chỗ có nước này này, nó dễ lội hơn nhiều. Ồ, chỗ này có một cái vũng sâu này. Bây giờ tớ sẽ dậm này để đuổi cá vào một góc nào. Đấy. Ui, chỗ này sâu rồi. Lên đi cậu. Lên. Wow. Con cá gì đây cậu ơi? Đây á, đây là con cá trọi đấy cậu. Ui. Con cá này to nhất này. Wow. Mang xô ra đây. Xô đây. Tớ đã chuẩn bị rất nhiều nước ở trong này rồi. Cậu cho ở đây đi. Đấy. Bắt mấy cái con cá to này này. Ui. Hai nhiều con. quá. Mình phải đổ như thế này thì nó mới ra được. Nhưng mà cẩn thận, đất vào là sẽ bị đục nước đó. Cục đất. Đấy.
một mẻ được phải 20 con cá các cậu ơi. Còn tớ, tớ sẽ đi tìm kiếm cá ở trên các cái vũng nước. Đây này, thì cái vũng nước này này cậu ơi, rất có thể sẽ có rất nhiều những con cá bị mắc kẹt ở trong đó. Bởi vì khi nước rút đi rồi, cá sẽ không thể bơi ra ngoài được. Đây này, vũng nước tròn tròn này. Ôi, ở đây có nhiều nhện lắm cậu ơi. Hay là nhện nó cũng đến để ăn cá nhỉ? Ui, ui, ui. Tớ nhìn đây, có một con cá đang bị mắc kẹt này. Đâu? Đây này, nó vừa dậy xong. À, đúng rồi các bạn ơi. Ấy, nó bơi này. Thế còn đây là lưng của cái con gì mà dài vậy nhỉ? Con gì? Đây này. Ui. Đây có một con cá con này. Cái hố này rất nhiều cá và cả ốc nữa này. Nhưng mà tôi phát hiện ra có cái con này chết rồi. Chết rồi á? Ui, ui, nó vẫn cử động. Nó vẫn sống các cậu ơi. Khả năng cao là ít nước quá, nước sắp cạn rồi, cho nên là nó mới thế đó. Ui, hình như đây là một con cá trê. Người rất dài luôn. Để tôi bắt nó lên nhé. Cậu phải dùng vợt, nếu không là nó sẽ đánh vào tay cậu đấy. Ôi, con cá này vẫn còn sống khỏe lắm. Đâu. Wow, đúng thật, một con cá trê to chưa này. Bây giờ để tôi bắt con cá trê này cho vào trong thùng nhá. Cá trê này ăn ngon lắm cậu ơi. Ui. Wow, thế là tớ đã bắt được một con cá rất là to. Con cá này chắc là nó bị mắc cạn, thế nên là bây giờ ôi, người nó khô rồi. Thế? Ô, hình như là nó vẫn sống. Ừ. Đâu? Đây là một con cá rô ron. Mình sẽ cho con cá trê này vào trong chậu nước nhá. Không là để đến ngày mai vũng nước này mà nó cạn nước á, là con cá trê này sẽ chết ngay. Vừa nãy tôi thấy nhiều cá trong này lắm cơ mà. À, đây. Được hai con. Ui, cái vũng này á, bắt bằng tay cũng được các bạn ạ. Không bởi vì cần... nó rất là bé. Đấy, lại được. Ui, một con nữa này. Con này to đấy. Chưa. Không cần phải cái dập bắt cá to như quả nhím đâu. Chỉ cần bắt tay như thế này là cũng được rất nhiều cá rồi. Này Trang ơi, cái gì vậy cậu? Cậu nhìn thấy cái gì kia không? Một con mèo. Sao lại ra đồng làm gì vậy nhỉ? Nó ra đồng để nó bắt cá đây. Mèo à, nó cực kỳ thính luôn. Nó biết ở chỗ nào có cá đây. Chắc chắn là chỗ đấy sẽ có một con cá rất to. Để tôi ra đấy. Chắc chắn là ở trên cái rãnh này sẽ có cá to đấy. Yeah. Yes. Có con nào không? Ui. Cái gì đó? Không phải cá. Wow. Mà là một con rắn. Không phải. Một con lươn nữa. Con lươn á? Đúng rồi. Ủa? Con rắn á, trên người nó phải vằn vện cơ. Đây chính là một con lươn đó. Ủa? Con lươn này á, ăn cũng rất là ngon. Lươn này cũng ăn được mì à cậu? Đúng rồi, rán giòn lên á, cậu cũng thấy là miếng lươn à, ăn ngon lắm đấy. À, thế được rồi. Cho đây đi cậu ơi. Ai chà. Trang ơi, tớ nghĩ là bọn mình phải ra ngoài xa cơ kìa. Ra thì... tít đằng kia. Đúng rồi, thì nó mới nhiều cá to cậu ơi. Hey, what happened? Con mèo vừa nãy nó tìm ở đây, chắc chắn vẫn còn nữa anh em ạ. Để đấy để tớ thử tìm xem xung quanh đây còn không nhá. Xung quanh trên bờ thì chỉ có ốc thôi. Đây này, có một con ốc chết khô các cậu ơi. Ew. Nhiều lắm. Ui, cái gì đấy? Tớ nhìn thấy có con gì. Nó ở dưới cái lá này này. Hình như lại một con lươn hay sao ấy. Ew. Con này ngắn hơn. Đây là con cá trạch. Ừ, cá trạch á. Con này chết chưa? Con này còn sống không? À, cá trạch này nó sống rất tốt ở dưới bùn cậu ơi. Nó có thể đi trên mặt bùn đấy. À, wow. Nó đang đi, nó đang trườn này cậu ơi. Đấy, thấy chưa, các cậu thấy chưa? Cá đi trên bờ luôn. Con trạch này dám lên ăn cũng ngon lắm đấy. Ui, nó còn nhảy luôn. Chắc là nó định nhảy xuống cái vũng nước đấy. À, nó định nhảy xuống đây à. Thế nhưng mà không được đâu. Bắt luôn con trạch này này. Oh yeah. Ui, ở ngoài này nước trong lắm các bạn ơi. Đấy, những cái chỗ mà nhảy đây. Đấy, nó tạo ra cái vòng tròn nước này. Là đó sẽ có cá đó. Tớ đã bảo rồi mà, càng ra xa thì sẽ càng nhiều cá. Đấy, bây giờ mình sẽ Dậm như này là cá nó sẽ chui vào đây. Còn tớ sẽ dùng chiếc vọt này để treo cá. Ui, ở đây có con nào. Cẩn thận, hết mọi người tới rồi. What the hell? Từ, ở chỗ này có một con này, hai con này, ba con này. Ui, nhiều quá nhỉ mày. Chúng mình được một mẻ cá lớn rồi. Để tớ hất ra nhá. Từ thôi. Ô, Trang ơi, nhìn lên bờ kia. Ai kia? Mặt trời chói quá, tớ nhìn không rõ là ai nữa. Nhưng mà đang làm gì?
gì vậy? Hình như đây là kẻ trộm hay sao ấy. Kẻ trộm á? Hắn ra cái chỗ cái xô nước của mình kia. Oh no. Này, tên kia, làm gì đây, làm gì đây? Ôi giời ơi, mất công mất cá, cả buổi chiều, chân tay thì lấm bùn hết cả rồi. Bây giờ lại bị cái tên người cá, nó đến nó lấy mất đi rồi. Thế này thì còn cái gì mà ăn mì tôm nữa. Người tớ cũng bẩn hết rồi đây này. Thôi, đi về. Tớ nghĩ ra rồi Trang ơi. Bình thường ấy, tớ thấy mì tôm ở nhà, mẹ tớ hay nấu với cả trứng gà cậu ạ. Trứng gà? À, đúng đúng. Ở nhà tớ cũng hay ăn mì tôm với trứng gà. Hay là bây giờ không lấy được cá, chúng mình vào lấy trứng gà đi. Đây rồi, trường gà nhà mình đây rồi. Wow, nhiều gà thế. Hay là chúng mình bắt cả gà thì đi cậu ơi. Con này. Bắt được một con vịt của Trang ơi. Vịt này nấu mì tôm ăn có được không? Cái gì cơ? Vịt ấy. Con vịt này nó lại bảo là vịt nấu mì tôm không ngon đâu cô ạ. Đúng rồi, bình thường người ta chỉ thấy vịt luộc, vịt cay thôi, chứ làm gì có vịt nào vịt nấu mì tôm cô ơi. Cái gì có? Nó bảo là nó biết chỗ có nhiều trứng gà cô ạ. Ồ thế á, thấy thì thả nó thôi. Nó lừa mình, nó chạy mất rồi. Ui giời ơi, bạn nhím lớn như thế rồi mà vẫn còn bị con vịt nó lừa các cậu ạ. Nó còn đang ngoáy mông là leo leo cậu kia kìa. Còn lâu mới lừa tớ. Tớ cần gì nó dẫn đi chỗ có nhiều trứng. Ở đây tớ cũng nhìn thấy rồi. Đây là cái trứng này. Này trứng này. Cần gì phải con vịt dẫn đi đâu. Nhưng mà ba người phải có ba quả chứ. Đây, ba quả. Ui, vẫn còn nữa này. Đây này. 1, 2, 3, 4, 5 quả. Tớ 2 quả, cậu 2 quả. Em cám bé, cho ăn 1 quả thôi. Bây giờ có trứng rồi, chúng mình đi về nấu mì tôm thôi. Here we go. Nhiều trứng gà này, chẳng ngon lắm đấy. May mà tớ thông minh đấy. Hai tên kia đứng lại. Ai đây? Trông lạ vậy. Ui. Chân này còn đang rậm rậm này. Rậm rậm này tức là làm. Là thế nào thế cậu? Các ngươi biết tội chưa? Trong lúc ta đi vắng, các ngươi dám lẻn vào nhà ta, lấy cắp những quả trứng mà vợ ta để hả? Hôm nay ta phải dạy cho hai ngươi một bài học mới được. Ôi, bà ơi, trứng này là của vợ anh nhá. Đúng rồi đấy. Nhưng bọn em không biết. Bọn em không biết. Bọn em không biết. Bọn em gửi trả rồi. Quả trứng này à? Ôi, thế mà xong à? Đứng lại cho ta. Hai tên kia, đứng lại, đứng lại. Đừng bắt em, bắt bạn nhím đi. Tớ nấp kỹ rồi, còn lâu mới bắt tớ ấy. Cậu ấy, cậu ấy. Hình như là nó cũng đủ nữa rồi cậu ơi. Nó đi rồi. Mà hôm nay quái lạ thật đấy. Đúng rồi, từ đâu ra mà lại xuất hiện một cái tên á. Đầu gà, còn người thì người chiến binh các bạn ạ. Tay lại cầm một thanh kiếm như thế. Xong lại còn cầm một cái khiên nữa cơ. Vừa lấy thì gặp một cái tên đầu... Đầu cá. Đầu cá. Bây giờ lại gặp một tên đầu gà. Như kiểu là các con vật ở xung quanh đây chúng biến hết thành người rồi hay sao ý. Bây giờ cá cũng không kiếm được, mà trứng gà thì cũng không. Thôi thôi, tôi nghĩ là hôm nay chúng mình không ăn các cái món từ động vật nữa cậu ơi, mà chuyển sang ăn chay. Ăn rau cậu ơi. Rau củ quả. Mì tôm nấu rau củ quả cũng ngon đấy. Rau củ quả. Thế thì ra vườn nhà tớ đầy rau luôn. Đi. Ở đây có nhiều rau đấy Nhím ơi. Tớ một rổ, cậu một rổ. Không có thịt thì chúng mình hái nhiều rau vào về ăn cho ngon cậu ạ. Này, cầm lấy cái rổ này đi. Mình sẽ tìm những cái cây cải nào mà tươi ngon nhất để mình
cho vào rổ này. Cây này cũng ngon này. Đấy, bỏ rễ đi các bạn nhá. Cho vào rổ này cái lá này. Thêm một cái cây này nữa này. Ồ, chỗ này có cây to thế. Ui. Trang ơi, sao cây rau nó lại cử động này? Đâu đâu? Đây này. Ui, rau kiểu gì thế? Ô, trông như kiểu là nó có chân có tay ấy nhỉ. Trông lạ lắm cậu ơi. Rau bình thường phải như thế này cơ mà. Hình như nó nói cái gì này? Các ngươi mà hái ta, là ta cắn chưa đấy? Cắn à? Này này, tưởng chúng ta sợ à? Đến tìm tìm đi thế này em mà dám dọa chúng mình cậu ơi. Này cắn đi, tay đây cắn đi, cắn đi, cắn cho đi. Một cái rổ vào cái mà cắn khỏi đi cắn này. Vừa nãy à, mấy cái con người cá, mấy cái con người gà nó to hơn mình thì mình còn sợ. Chứ cái con người rau này bé tí thế này à, cứ dẫm cho một cái là bẹt dí luôn cậu ơi. Nói đừng có mà hối thức hoàng. Người mà bắt nạt ta, ta sẽ bắt bố ta đến dạy cho người một bài học đấy. Bố ta to lắm. Ui, cái con người rau này lại còn dọa là gọi bố đến nữa chứ cậu ơi. Người rau bé bằng thế này, bố chắc cũng chỉ thế này thôi cậu ơi. Thôi, ta không nói chuyện nhiều với người nữa. Để tình người có chân có tay, đi lại chỗ khác cho ta hãy rau. Không à, ta dăm cho một khoát này. Này, chuẩn bị nha. Chân mà dăm xuống là bẹt dí luôn đấy nha. Này, có muốn không? Này. Mình ơi, từ từ đã cậu ơi. Nhìn đằng sau cậu kìa. Cái gì cơ? Cậu bảo cái gì cơ? Đằng sau cậu kìa. Ui, cái tên người rau này không tầm thường đâu cậu ơi. Chạy đi. Ôi, cái tên này nó bẹt tí thì sợ cái gì à cậu? Cái gì đây? Hãy đẩy mình đây. Ui, chạy thôi. Hãy đẩy. Cậu thôi mà. Ui, vừa biết làm gì đây là của ta bác ấy. Sao bố đây à? Chuồn thôi. Hôm nay đi đen đủi thật đây. Chả kiếm được cái đồ gì cả. Đến một cọng rau cũng không có luôn. Đúng thật, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà động vật và rau lại cũng bị biến hết thành người các bạn ơi. Thế này à, thì về chỉ có ăn mì tôm không thôi.